Tàn phế vì viêm khớp thấp. Chủ quan trước các hiện tượng vặt vãnh như đau nhức, sưng tấy ở các đầu ngón tay, ngón chân có thể khiến bạn trở thành tàn phế. Hậu quả của chủ quan. Chị Trần Thị Lý, 45 tuổi ở 55/127 Trần Huy Liệu, Hà Nội, bị đau khớp ngón tay gần một tháng nay nên chị tích cực uống thuốc giảm đau, xoa dầu, bóp mạch gấu, nhưng các triệu chứng vẫn không hề thuyên giảm mà ngày càng nặng thêm. Đến khi thấy khó cử động, chị mới vào bệnh viện khám. Bác sĩ cho biết chị đã bị viêm khớp ở giai đoạn muộn và nguy cơ tàn phế là rất cao vì xương đã bị ăn mòn. Còn anh Trần Văn Hùng ở Phủ Lý, Hà Nam đến bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội khi các ngón tay đã khó cử động, có cảm giác bị tê ở các đầu ngón tay, co duỗi khó khăn. Sau khi tiến hành các xét nghiệm chụp chiếu, bác sĩ kết luận phần sụn khớp xương tay của anh Hùng đã bị tổn thương nghiêm trọng, dẫn tới tình trạng bị tê tay, khó cử động, không điều trị kịp thời, nguy cơ tàn phế là rất cao. Ở Việt Nam, có khoảng 700 đến 800 ca mắc bệnh viêm khớp thấp mỗi năm, trong đó 80% là nữ giới ở độ tuổi từ 30 trở lên. Sau 5 năm mắc bệnh thì chỉ 40% bệnh nhân còn chức năng bình thường, 16% bị mất chức năng nghiêm trọng. Những người mắc bệnh trên 10 năm thì 40 đến 60% mất khả năng làm việc. Bác sĩ Hoàng Văn Dũng, khoa cơ xương khớp, bệnh viện Bạch Mai cho biết, viêm thấp khớp là bệnh không gây tử vong nhưng lại gây tàn phế rất cao, làm giảm sút khả năng lao động, gây áp lực tinh thần rất lớn lên người bệnh. Nguyên nhân là do quá trình ủ bệnh khá dài, các khớp ngoại biên bị màng dịch ăn mòn theo xu hướng tăng dần, khiến các khớp sụn bị tổn thương, các khớp xương dần dần biến mất do quá trình oxy hóa màng dịch. Các khớp khó hoạt động, kèm theo cảm giác tê cứng, đau nhức. Các cơn đau thường diễn ra vào nửa đêm và gần sáng. Nhiều bệnh nhân thường chủ quan cho rằng đó là dấu hiệu bình thường của tuổi già, nên chỉ xoa bóp mạch gấu, cao hữu cốt hoặc uống thuốc giảm đau thông thường. Chính sự chủ quan của người bệnh khiến cho bệnh tình ngày càng nặng hơn, nguy cơ tàn phế tăng cao. Phát hiện sớm, cơ hội nhiều. Viêm khớp thấp là một bệnh khó điều trị và chưa tìm ra nguyên nhân gây bệnh, vì đây là quá trình lão hóa xương từ từ. Có nhiều giả thiết cho rằng bệnh này do virus, vi khuẩn. Người bệnh phần lớn là phụ nữ từ 30 trở lên. Nguy cơ tai biến của bệnh này là rất cao. Vì vậy, việc phát hiện bệnh sớm sẽ giúp cho quá trình điều trị dễ dàng, triệt để hơn. Bệnh viêm khớp cấp tính tiến triển và bộc lộ rõ triệu chứng vào những khi thời tiết giao mùa, đặc biệt là cuối thu đầu đông. Vì giai đoạn này, khí hậu trở nên lạnh giá, các cơn gió mùa đông bắc kéo về, khiến cho người mắc bệnh thường cảm thấy trong người đau nhức xương khớp, đầu các ngón tay tê mỏi như có kim châm, phần cổ tay, khớp gối, bàn chân, cột sống cổ thường đau khi thay đổi tư thế đột ngột, gặp khó khăn khi làm việc với tư thế cúi, ngồi lâu một chỗ. Ngoài ra, người bệnh còn có những triệu chứng khác như sốt cao về đêm, gần sáng, kèm theo chứng ho khan, người gầy sút, mệt mỏi, thiếu máu. Nhiều người còn bị ảnh hưởng chức năng tim mạch, dẫn tới các triệu chứng như tim đập nhanh hơn bình thường hay hồi hộp, ra mồ hôi trộm, đêm ngủ thường lo lắng, giật mình. Đẩy lùi mầm họa. Hiện nay, nền y học vẫn chưa có phương pháp điều trị bệnh viêm khớp thấp một cách triệt để, mà chỉ có thể điều trị để cho bệnh không tăng lên, giảm đau, giảm các triệu chứng khó chịu, ngăn ngừa các biến dạng và giữ gìn các chức năng bình thường của khớp, cải thiện khả năng hoạt động bình thường cho bệnh nhân. Các thuốc có tác dụng ổn định bệnh như silopapomide, methotrexate, các loại thuốc giảm đau, nâng cao thể trạng, thường phải dùng trong thời gian dài, vì thế cần phải có sự điều chỉnh cho phù hợp, cần đặc biệt cẩn trọng và không nên lạm dụng các thuốc có corticoid, vì nó có thể gây ra nhiều tác dụng phụ như gây tổn thương gan, dạ dày, tá tràng, tăng huyết áp, suy thận. Người bệnh cũng nên phối hợp giữa việc dùng thuốc và luyện tập, chăm cứu, xoa bóp để khớp được vận động linh hoạt, những bài vận động nhẹ nhàng với cường độ luyện tập vừa phải để tránh nguy cơ gây tổn thương khớp. Như đi bộ nhanh, yoga sẽ giúp tăng cường sức bền và độ dẻo dai. Với những bệnh nhân nặng nên có chế độ điều trị đặc biệt hoặc tiến hành phẫu thuật. Tuy nhiên, cần cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định phẫu thuật, đặc biệt với người cao tuổi, người có sức đề kháng kém vì có thể có biến chứng nguy hiểm. Ngoài ra, người bệnh nên tránh làm việc với các tư thế xấu, làm ảnh hưởng tới khung xương giá đỡ. Tăng cường ăn hải sản để tăng cường omega 3, giúp tăng cường khả năng miễn dịch,
giúp chống viêm, giảm đi các triệu chứng làm đau khớp. Các nhà khoa học đã chứng minh, nếu bệnh nhân ăn từ 2 đến 5 gram trên một ngày, axit omega 3 sẽ giảm hẳn cảm giác đau nhức, đẩy lùi bệnh tật. Người bệnh cũng nên bổ sung thêm 1 đến 3 gram omega 6, có tác dụng ức chế sự sản sinh ra chất gây viêm. Omega 6 có nhiều trong thịt động vật và hầu hết các loại dầu thực vật. Các loại vitamin C, D, E cũng đóng vai trò quan trọng trong việc chống lại quá trình oxy hóa của cơ thể, nên đừng bao giờ quên hoa quả và rau xanh trong bữa cơm gia đình. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Thói quen không ngừ khiến rất nhiều đàn ông mắc chứng tràn bão dưới không nghe. Hút thuốc lá nhiều. Một tạp chí khoa học của Anh đã nghiên cứu trên 65 người đàn ông tham gia chương trình bỏ thuốc lá 8 tuần và đo khả năng cương cứng của họ trước khi, trong khi và sau khi tham gia chương trình. Kết quả cho thấy 75% người tham gia có mức độ cương cứng lớn hơn, dễ bị kích thích hơn khi bỏ thuốc lá. Tương tự, một nghiên cứu năm 2014 của Đại học Spear đã phân tích mẫu tinh trùng của 1.970 nam giới. Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng chưa đến 4% trong 318 tinh trùng của người sử dụng cần sa có kích thước và hình dáng chuẩn. Tinh trùng kém phát triển, ít có khả năng thụ tinh trong trứng hơn. Ít luyện tập thể thao. Trong 932 người tham gia phỏng vấn, chỉ có 96 người tập luyện thể thao và một thời gian nhất định, còn 68% hầu như không luyện tập. Đây chính là thủ phạm dẫn tới hiện tượng mệt mỏi, đau đầu, hoa mắt. Từ đó dẫn tới các chứng bệnh liên quan tới mạch máu não và béo phì ở nam giới, rối loạn dương cương ở nam giới. Stress, căng thẳng. Khi chúng ta bị stress, căng thẳng, mệt mỏi, áp lực về tâm lý, cơ thể sẽ tiết ra nhiều hormone adrenaline hơn. Điều này có ảnh hưởng không tốt, do nó làm cho các mạch máu bị tắc nghẽn cục bộ, ảnh hưởng đến sự lưu thông máu bên trong cơ thể và máu lưu thông đến cõi nhỏ khiến cho quá trình cương cứng bị đình trệ hoặc diễn ra rất khó khăn. Ăn nhiều đồ ăn vặt. Thường xuyên ăn các loại đồ ăn vặt, đồ ăn nhanh, ít dinh dưỡng như bim bim, khoai tây chiên, đồ rán sẽ khiến chức năng sinh lý của đàn ông suy giảm. Thay vào đó, hãy tập trung ăn những loại thực phẩm lành mạnh như ngũ cốc, rau, cá để đảm bảo sức khỏe và sinh lý. Xem nhiều TV. Theo một nghiên cứu năm 2010 của Đại học Rochester, những người đàn ông xem TV hơn 20 giờ mỗi tuần có lượng tinh trùng thấp hơn 44% so với những người hầu như không xem. Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng những đàn ông khỏe mạnh nhưng sống lười biếng được đo bằng thói quen xem truyền hình có chất lượng tinh trùng kém hơn do thiếu hoạt động thể lực. Ít làm chuyện ấy. Có một sự thật thú vị là cậu bé sẽ hỏng dần nếu bạn ít sử dụng. Nghiên cứu được đăng trên tạp chí y học Hoa Kỳ cho thấy người ít quan hệ tình dục sẽ có nguy cơ rối loạn cương dương cao. Theo các nhà khoa học, số lần quan hệ hợp lý sẽ tốt cho cả cậu nhỏ và sức khỏe của bạn là 3 lần trên một tuần. Ngủ không đủ giấc. Một nghiên cứu của Đại học Chicago cho thấy đàn ông ngủ ít hơn 5 giờ mỗi đêm trong một tuần hoặc lâu hơn thì mức testosterone sẽ giảm đáng kể. Bên cạnh việc giảm ham muốn tình dục, ngủ ít cũng khiến khả năng sinh sản của bạn kém hiệu quả, xương và cơ bị suy yếu. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Ăn thực phẩm này vào, ham muốn của phụ nữ tăng cao, hệ yêu là lên đỉnh. Dưa hấu. Dưa hấu được xem là Viagra tự nhiên vì khoảng 92% dưa hấu được tạo thành từ nước, thì 8% còn lại thì lại chứa các chất dinh dưỡng phong phú cho sức khỏe tình dục. Dưa hấu chứa một hợp chất gọi là citrulline, khi dung nạp vào cơ thể sẽ chuyển đổi thành arginine. Arginine làm thư giãn tĩnh mạch máu cho cơ thể, tương tự như tác dụng của Viagra. Cuối cùng, tăng ham muốn tình dục.
Bên cạnh đó, 46 calo trong một cốc nước ép dưa hấu được xem là một sự bổ sung tuyệt vời cho bữa ăn mỗi ngày. Tỏi, mùi của tỏi có thể là một thủ phạm hủy diệt hàng loạt những ham muốn yêu nhiều giờ sau khi ăn. Tuy nhiên, tỏi chính là tác nhân làm tăng ham muốn đáng kể cho chuyện ấy. Gia vị cay nồng đặc trưng này sẽ khiến cuộc sống tình dục thêm tốt đẹp vì tỏi làm giãn nở mạch máu, cải thiện lưu thông trên toàn khu vực môi dưới và dưới cẳng chân, giúp chị em chủ động hơn trong chuyện ấy. Mỗi buổi sáng nên ăn và tép tỏi và thường xuyên dùng tỏi như một loại gia vị. Tuy nhiên, trước khi sẵn sàng cho chuyện ấy, chị em kiểm tra mùi vị của riêng mình nữa nhé. Trứng, hormone tình dục quan trọng. Các loại trứng gia cầm đều giàu vitamin B5 và B6, cả hai đều có tác dụng duy trì thăng bằng hormone và giảm stress. Ngoài ra, trứng cũng có chứa nhiều cholesterol, một chất tiền thân quan trọng của cả hai loại hormone sinh dục quan trọng là testosterone và estrogen. Trứng gà cũng giúp chị em cải thiện đáng kể vẻ đẹp của nụ đôi bằng cách ăn trứng gà hấp với sữa đặc và mật ong. Phương pháp kích thích ham muốn tình dục ở phụ nữ. Có chế độ ăn uống nghỉ ngơi hợp lý, tránh lao động quá sức không phù hợp, tránh lo lắng, stress, luôn giữ tâm trạng thư thái, vui vẻ, không sử dụng các chất kích thích như rượu bia, thuốc lá, cà phê, giữ vệ sinh sạch sẽ bộ phận sinh dục, phát hiện sớm viêm nhiễm để điều trị kịp thời. Có chế độ ăn các chất dinh dưỡng chứa nhiều lượng estrogen để tăng cường ham muốn ở phụ nữ, giảm quá trình lão hóa. Món ăn chứa nhiều chất giống estrogen nhất là mầm đậu tương. Mầm đậu tương rất giàu chất phytoestrogen, một chất tương tự như estrogen, giúp tăng cường ham muốn tình dục và giảm triệu chứng mãn kinh, chậm quá trình lão hóa. Nắm bắt và thực hiện đúng kỹ thuật kích thích ham muốn tình dục ở phụ nữ. Dùng miệng, lưỡi, tay để kích thích các vị trí nhạy cảm của người phụ nữ như môi, cổ, vai, gáy, vùng kín sẽ khiến phụ nữ đạt khoái cảm dễ dàng và sẽ cải thiện được đời sống chăn gối tốt hơn. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Đã có lời giải cho câu hỏi ăn quả trứng cá có lợi hay có hại. Nhiều người nhìn thấy những quả trứng cá chín đỏ mọng và ngọt liệm đều muốn cho ngay vào miệng, nhưng lại chần chừ vì không biết nó có lợi hay hại cho sức khỏe. Chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh quả trứng cá dọc các con phố phường. Quả trứng cá đỏ mọng, có hương vị ngọt mát, chắc chắn làm hài lòng nhiều người, nhất là con trẻ. Thế nhưng, nhiều người e ngại về tác dụng của nó đối với sức khỏe. Có người cho rằng tốt, người khác lại phủ nhận là không tốt. Vậy rốt cuộc, chúng ta có nên ăn thứ quả này hay không? Với những ai chưa từng tìm hiểu kỹ về cây trứng cá, thì cây trứng cá hay còn gọi là mật sâm, có danh pháp hai phần là Mutinja calabura. Loại cây này có đặc trưng, đó là có thể phát triển tốt trên đất nghèo dinh dưỡng, có khả năng chịu được các điều kiện chua mặn và khô hạn. Cây trứng cá có nguồn gốc ở miền Nam Mexico, Caribe, Trung Mỹ và miền Tây Nam Mỹ, phía Nam của Peru và Bolivia. Thế nhưng, giờ đây, loài cây này phát triển không chỉ ở khu vực nguồn gốc bản địa, chúng còn mọc ở một số khu vực khác thuộc vùng nhiệt đới, trong đó có vùng Đông Nam Á. Có người sẽ thắc mắc vì sao chúng lại có tên là quả trứng cá. Câu trả lời là quả trứng cá khi chín mọng có thể ăn được, có vị ngọt, mọng nước và bên trong chứa nhiều hạt nhỏ, màu vàng trông giống như trứng cá. Có khá nhiều trẻ con cũng như người lớn dường như yêu thích loại quả này. Ngoài vị ngọt, chúng còn có vị béo ngậy giống như bơ và vị thơm đặc trưng. Trên thế giới, loại cây này cũng được ưa chuộng. Tại Mexico, quả trứng cá còn được thu hoạch để ăn và bán ngoài chợ. Quả có thể chế biến thành mứt và lá có thể sử dụng như một loại chè. Tại Brazil, người ta trồng nhiều cây này ven bờ sông. Quả rụng từ cây thu hút các loài cá để sau đó người ta đánh bắt chúng. Một chút thông tin trên đây phần nào cũng lý giải cho câu hỏi ăn quả trứng cá có lợi hay có hại. Thật vậy, giờ đây chúng ta không còn băn khoăn hay lo lắng thêm nữa, bởi vì trên thực tế, quả trứng cá mang tới khá nhiều lợi ích không ngờ cho sức khỏe.
1. Quả trứng cá giúp cơ thể kháng vi khuẩn. Theo kiến thức y khoa, cơ thể của chúng ta vốn đã có sức đề kháng và cơ chế tự chống lại vi khuẩn và các yếu tố xâm nhập bên ngoài. Tuy vậy, đôi khi nó cũng cần sự trợ giúp từ nguồn dinh dưỡng hay thức ăn chúng ta nạp vào cơ thể. Chúng ta có thể bổ sung quả trứng cá, bởi vì đây là một trong những loại quả giúp cơ thể kháng khuẩn. Một khám phá thú vị đó là hàm lượng kháng khuẩn có trong loại quả này tương đương với một lượng nhỏ thuốc kháng sinh tiêu chuẩn. 2. Hỗ trợ quá trình nhận thức và phát triển của não bộ. Trong quả trứng cá có các hợp chất flavonoid. Theo một nghiên cứu, thực phẩm giàu flavonoid sẽ giúp cho quá trình nhận thức được tốt hơn và hỗ trợ sự phát triển của não bộ. Nếu chúng ta thường xuyên ăn quả trứng cá cùng với các loại thực phẩm chứa flavonoid sẽ cực kỳ tốt cho quá trình nhận thức, đặc biệt ở những người lớn có sự suy giảm trí nhớ nhẹ cũng như những người có bệnh thoái hóa thần kinh. 3. Chống viêm. Một đặc tính khác của quả trứng cá là chống viêm, với tác dụng làm giảm xương. Có rất nhiều thuốc chống viêm, nhưng hầu hết các loại trái cây đều có đặc tính chống viêm, tương tự như loại thuốc này. 4. Ngăn ngừa ung thư. Trong quả trứng cá cũng có một số flavonoid, một loại sắc tố sinh học, các hoạt tính ức chế của các loại vi khuẩn sinh vật gây ra bệnh, hiệu quả để chống lại các căn bệnh ung thư. Ngoài việc ăn quả, bạn cũng có thể sử dụng lá và cành cây để ngăn ngừa sự phát triển của một số loại bệnh ung thư nhất định. Trên đây là một số lợi ích của quả trứng cá. Nhìn chung, không chỉ quả trứng cá, mà hầu hết các loại trái cây đều tốt cho sức khỏe con người. Nếu một ngày bạn dạo chơi trên phố và bắt gặp quả trứng cá chín mọng, vậy hãy thưởng thức món quà của tự nhiên này nhé. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Nếu trước cửa hay trong vườn nhà có cây này, tốt nhất hãy chặt ngay cho lành. Đều là cây xanh, nhưng có những loại cây bạn tuyệt đối không nên trồng trong khuôn viên nhà mình, đặc biệt là một số loại cây dưới đây. 1. Cây dâu. Theo quan niệm dân gian, cây dâu, cành dâu được dùng để xua đuổi tà ma, thế nhưng nó không được khuyến khích trồng trong vườn nhà, đặc biệt là trước cổng nhà. Nguyên nhân là bởi trong tiếng Hán, cây dâu đọc là tang, cùng âm với tang ma, tang tóc, có liên quan đến chết chóc bất hạnh, không mang lại may mắn. 2. Cây liễu. Là loài cây dễ sống, nên liễu được chọn để trồng khá nhiều ở những nơi công cộng, vừa mang lại màu xanh, vừa tạo cảnh đẹp hữu tình. Tuy nhiên, nó hoàn toàn không phù hợp cho việc đem về nhà trồng trong sân vườn. Theo yếu tố tâm linh, liễu trồng trong nhà sẽ mang đến buồn phiền, xui xẻo, hao tài tốn của cho gia chủ. Liễu thường gắn với những điển tích buồn thảm và không được may mắn, nên khi hiện diện trong vườn nhà, nó sẽ mang ý nghĩa không may mắn, tốt đẹp. Không chỉ vậy, quan niệm dân gian cho rằng cây liễu thuộc về phần âm, có thể dẫn dụ âm khí vào nhà. 3. Cây dương. Dương cũng giống như liễu, đều được xếp vào nhóm những loại cây có thể dụ dẫn ma quỷ, tà khí vào nhà, theo quan niệm dân gian. Chính vì thế, người ta không trồng cây này trong khuôn viên nhà ở. 4. Cây bách. Thực ra, bách là loài cây mang ý nghĩa rất hay, đại diện cho sự trường thọ, vĩnh cửu. Tuy nhiên, từ xa xưa, mọi người lại chọn loại cây này để trồng cạnh mộ phần, nên nó bị dán cho cái tiếng không tốt lành. Cho đến bây giờ, bách vẫn không phải là loại cây được khuyến khích trồng trong nhà. 5. Cây đa. Thường thì đa thường được trồng ở đền chùa, miếu mạo. Ngoài ra, loại cây này có gốc rễ đặc trưng, không giống với đại đa số những loại cây khác. Lúc trồi lên, lúc lại ăn sâu vào lòng đất, nên sẽ khiến cho địa hình đất đai quanh chỗ nó sống bị ảnh hưởng. Nếu trồng ở gần các công trình xây dựng, nó sẽ khiến cho nền móng nhà bị mất cân bằng. 6. Cây xương rồng. Với những cái gai nhọn hắc, xương rồng có lẽ chỉ thích hợp để trồng làm hàng rào. Nếu không vì mục đích này, các bạn nên cân nhắc đến việc trồng nó trong vườn. Nhiều người hẳn sẽ thích các chậu xương rồng được uống tạo đẹp mắt, nhưng trong phong thủy học, trồng xương rồng trong nhà sẽ gây mất cân bằng âm dương, gây tiêu tán tài lộc, ảnh hưởng đến sức khỏe gia chủ.
Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Cây thuốc chữa bệnh về gan, kể cả ung thư thời kỳ cuối. Tôi tên Hòa, 50 tuổi, sống ở thị trấn Lộc Ninh, Bình Phước. Khoảng một năm trước đây, sức khỏe tôi bỗng suy giảm, da bắt đầu vàng, bụng chướng, ăn uống không được như trước, sức khỏe yếu dần. Thấy hoài nghi về sức khỏe, tôi lên bệnh viện Chợ Rẫy ở Hồ Chí Minh. Sau một loạt các xét nghiệm và kiểm tra, các bác sĩ đã chẩn đoán tôi có một khối u trong gan và chuyển tôi thẳng vào bệnh viện Ung Bướu ở Bình Thạnh. Tại đây, các bác sĩ lại chẩn đoán thêm một lần nữa, tôi có khối u gan khoảng bằng một trái chanh và đang ở thời kỳ cuối. Cách duy nhất để cứu vãn tình hình đó là mổ lấy khối u, nhưng tỷ lệ thành công là 50%. Cho dù ca phẫu thuật có thành công, thì tôi chỉ sống được vài năm. Khi tôi và gia đình biết tin, thì vô cùng tuyệt vọng và đau buồn, nên quyết định về nhà và không phẫu thuật, vì sức tôi cũng đã yếu dần. Tôi biết rất nhiều người mắc bệnh gan như tôi, nhưng bệnh gan có một đặc điểm là không có một biểu hiện bệnh lý nào biểu hiện ra bên ngoài, nên người bệnh rất khó biết, kể cả các xét nghiệm và khám thông thường cũng không phát hiện ra, chỉ trừ những biện pháp khoa học kỹ thuật cao như CT, MRI. Đến khi người bệnh thấy biểu hiện bệnh lý phát ra bên ngoài thì đã quá muộn, cũng như tôi khi đã phát hiện ra là đang ở thời kỳ cuối. Ban đầu tôi nặng 59kg, nhưng từ khi phát hiện bệnh, ăn uống dần không được, mỗi ngày chỉ uống được một muỗng sữa, chẳng thèm khát bất cứ thứ gì. Rồi dần dần tôi chỉ còn 39kg, gầy như da bọc xương và nói thẳng ra là chờ chết. Nhiều người bạn đã chỉ cho tôi dùng sừng tê giác để chữa bệnh. Cho dù gia đình tôi cũng khó khăn, nhưng cũng ráng chạy mua một miếng nhỏ sừng tê giác bằng một đốt ngón tay út. Sừng tê giác chỉ mài uống được 7 lần, nhưng bệnh tình hầu như không giảm. Thật tình cờ, tôi đã được một người bạn chỉ cho một loại cây chữa bệnh gan. Vốn là người gốc Campuchia, nhưng lớn và sinh sống tại gần khu vực biên giới của Bình Phước. Người bạn này đã chỉ cho tôi ăn xoa, vốn là một phương thuốc bí truyền của gia đình. Nhưng vì thương người, người bạn này đã chỉ cho tôi tận tình. Người nhà tôi tức tốc đi tìm cây ăn xoa, về sắc nhỏ, rửa sạch, phơi khô, xà vàng hạ thổ rồi đem nấu nước uống. Ban đầu thì nấu thành một chén nhỏ thật đặc cho tôi uống, sau đó lấy bã còn trong bình, nấu loãng thêm 2 chén nữa. Như vậy là một ngày tôi cố gắng uống được 3 chén thuốc. Không giống như các cây thuốc nam khác, cây ăn xoa có vị rất dễ uống, thơm ngon, giống như trà. Khi uống vào bụng tôi còn cao, tôi sùng sụp, như cảm giác bụng đói, hơi khó chịu. 3 ngày đầu uống thuốc, tôi bắt đầu đi ngoài. Ban đầu phòng vô cùng tanh hôi và sền sệt như người hay đi kiết. Tôi đi ngoài được 3 ngày như vậy, sau ngày thứ 4 là bắt đầu đi phân bình thường. Bắt đầu có cảm giác thèm ăn, nhìn bất cứ thứ gì cũng muốn ăn mặc dù trước đây không hề có. Giấc ngủ tôi cũng sâu và ngon hơn trước. Lúc đầu tôi ăn được vài muỗng cháo, sau đó tăng lên 1 chén, 2 chén, rồi chuyển qua thèm cơm. Rồi từ từ tôi đã ăn uống lại bình thường, da dẻ hồng hào, không còn vàng da như trước. Đặc biệt bụng tôi bắt đầu xẹp dần, thon gọn trở lại. Quá trình chuyển biến từ uống một muỗng sữa sang ăn cơm, da dẻ hồng hào, khỏe mạnh chỉ vẹn vẹn trong vòng 3 tháng. Người nhà tôi đã đưa tôi xuống bệnh viện Ung Bướu tái khám. Thật không ngờ, khối u trong gan đã biến mất, chỉ còn lại lớp bọc bên ngoài, nhỏ như đầu ngón tay út. Các bác sĩ và người nhà tôi cũng hết sức ngỡ ngàng, bệnh tình tôi đã khỏi và khỏe mạnh trở lại. Cái ăn xoa quả đúng là thần dược, đã đưa tôi từ cõi chết trở về. Lúc này tôi mới biết quý sinh mạng của mình hơn, và thương những người cùng cảnh ngộ không may mắn gặp được thần dược như tôi. Từ khi phát hiện loại cây này, tôi đã chỉ rất nhiều người bệnh về gan như viêm gan CVB, C, ung thư gan, men gan cao, hay thậm chí những người hay đau lưng, nhức mỏi, xanh da, mất ngủ đều khỏi hẳn, kể cả những người tim hay mệt cũng giảm bớt.
Thêm một trường hợp khác cũng là người bạn tôi, bị chứng viêm gan C, da dẻ cũng vàng, bụng cũng chướng, kèm theo viêm đại tràng cấp mãn tính, nhưng chưa đến mức nặng như tôi. Theo lời khuyên của các bác sĩ, những người viêm đại tràng không nên dùng thuốc nam, vì thuốc nam có tính hàn. Nhưng người bạn của tôi vẫn muốn dùng thử để chữa bệnh, mặc dù không tin là mấy. Thật không ngờ sau vài ngày sử dụng, bạn tôi đã đi phân lỏng, sau đó đi phân bình thường, rồi từ từ da dẻ cũng hồng hào, khỏe mạnh lại. Người bạn này chỉ muốn sử dụng một tháng, nhưng viêm đại tràng đã dần hồi phục, không còn bị phân lỏng và khỏe mạnh như người bình thường. Như vậy, không chỉ chữa bệnh gan, mà ăn xoa còn chữa bệnh đại tràng cực kỳ hay, kể cả những người bị bệnh trĩ. Thật ra, chức năng chính của cây ăn xoa là giải độc gan, viêm, sưng tấy ở hệ ruột. Ngoài chức này, thì tôi chưa biết đến công dụng nào khác. Nhưng tất cả các bệnh về gan, tôi chắc chắn với mọi người rằng, tất cả các bệnh liên quan đến gan, nó đều chữa được, kèm theo kích thích tuần hoàn, tiêu hóa cực tốt, ăn được, ngủ được. Ngoài công dụng chữa bệnh, nó còn là một thần dược để làm đẹp da. Nhiều chị em trở nên hồng hào, mặt càng tròn, trông trẻ hơn rất nhiều. Tôi đã uống rất nhiều loại thuốc nam, không có cây nào dị ứng, khỏe mạnh, đẹp da, giảm mỡ gan, giảm mỡ bụng hiệu quả bằng cây an xoa. Trái của cây an xoa nhờ ơn cứu mạng của cây an xoa. Nhờ ơn cứu mạng của cây an xoa nên tôi đã cố gắng chia sẻ tất cả những gì tôi biết về loại cây này sẽ đến các bác, cô, chú, anh chị em gần xa. Tại Bình Phước, loại cây này hiện đang được nhiều bà con dùng, cho dù bệnh hay không bệnh đều dùng cây này nấu nước uống thay nước lọc hàng ngày. Nhưng chỉ một phần nào đó, vì cây thuốc quý này không phải ai cũng biết và tin dùng. Nhưng trong tương lai, bằng tấm lòng của mình, tôi sẽ chỉ cho nhà nhà, người người đều dùng để bà con được mạnh khỏe, vui vẻ. Tôi mong các anh chị, cô chú, các bạn nếu ai trong tình cảnh như tôi có thể tìm đến loại cây này để chữa khỏi căn bệnh hiểm nghèo này. Hiện nay, tôi chỉ biết cây an xoa mọc ở khu vực tỉnh Bình Phước, gần nơi biên giới và mọc hoang gần các đường mương. Nếu có cơ hội, bà con cô bác có cơ duyên gặp được cây này và mang về xác thuốc uống để chữa bệnh. Chú ý, do cây thuốc có nhiều cây na ná như nhau, có một loại cây rất giống với cây an xoa từ lá, thân cho đến bông và cả trái. Tuy nhiên, cây này mới ra, trái có màu đen chứ không màu xanh như cây an xoa và chưa biết có công dụng gì không. Mong bà con càng quan sát kỹ trước khi hái về uống. Trái cây an xoa có thể hơi ngứa nên bà con nhớ bỏ trái, chỉ lay lá, thân, cành để nấu nước uống mà thôi. Đây là một bài thuốc chữa bệnh gan và ung thư của độc giả chia sẻ, nhưng chưa được kiểm chứng, thông tin chưa được xác thực. Bạn đọc nên tìm hiểu kỹ trước khi sử dụng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Rợn người, chỉ cần ăn một miếng những món này tương đương với nuốt 6.000 con vi khuẩn vào bụng mình. Quá rợn người luôn khi biết những món ăn chỉ cần ăn một miếng là nuốt hơn 6.000 con trùng vào trong miệng, thực sự ghê sợ. Trước đây, khi y học chưa phát triển, trong xã hội thường xuyên xuất hiện nhiều căn bệnh lạ, vốn dĩ là một người khỏe mạnh, đùng một cái bị đau đầu đến phát điên, thậm chí còn tử vong. Những dấu hiệu này là do bệnh từ miệng mà ra. Những người mắc bệnh thường ăn những đồ ăn chưa được làm sạch nên mới gây ra tình trạng như vậy. Có những món ăn chỉ cần ăn một miếng là đã có hàng trăm hàng nghìn con ký sinh trùng chui vào cơ thể. Nếu không kiểm tra kịp thời sẽ gây nên hậu quả vô cùng đáng sợ. Sau đây là 6 món ăn rất dễ ẩn chứa nhiều ký sinh trùng. Khi ăn chúng ta nên để ý cẩn thận. 1. Ốc bươu vàng. Ốc bươu vàng có nguồn gốc từ Trung và Nam Mỹ. Đến nay, có một số nơi đã bán món ăn làm từ thịt ốc. Nhưng trong món ăn khoái khẩu này lại chứa rất nhiều ký sinh trùng. Trong một con ốc có đến 3.000 đến 6.000 con ký sinh trùng. Mùa hè là mùa phát bệnh từ các con trùng này. Vì vậy, nếu chúng ta ăn ốc thì nhất định phải nấu thật chín rồi mới ăn. 2. Lươn. Lươn không chỉ là loài động vật có nguồn gốc từ thiên nhiên
mà còn được con người nhân giống. Nhưng dù là thiên nhiên hay nhân giống, thì khi để dưới kính hiển vi đều có thể thấy dấu vết của những con giun đầu gai. Khi những con giun này đi vào cơ thể, nó sẽ tác oai làm tổ trong cơ thể người, giống như con ruồi không đầu, cũng sẽ leo lên mắt khiến chúng ta bị mù mắt. Chúng sẽ chui lên não sẽ khiến con người bị mất mạng. Phương pháp tốt nhất để đối phó với chúng là nấu thật chín thịt để khiến những con giun này chết hẳn. 3. Tôm. Thật ra không chỉ có tôm mà những loại động vật giáp xác đều có thể ăn trùng sán lá phổi. Nếu chúng ta chiên, rang, ướp đều không thể giết chết hết con trùng được. Vì vậy, khi ăn, chúng ta bắt buộc phải nấu chín toàn bộ. Hơn nữa, phải tách phần đầu bởi đó là bộ phận có nhiều ký sinh trùng ẩn náu nhất. 4. Thịt bò tái. Rất nhiều người chỉ thích ăn thịt bò chín khoảng 3 phần chứ không chín cả. Vì như vậy, ăn vào sẽ có cảm giác tươi ngon, nhưng theo đó sẽ có muôn vàn ký sinh trùng ẩn nấp bên trong. Nó có tên gọi là tinea. Sắc dây trưởng thành thường có màu trắng sữa, con dài nhất thậm chí dài 4-8 mét. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, nếu muốn ăn thịt bò tái thì tốt nhất nên để nó chín đến 8-9 phần. 5. Lẩu thịt dê. Những loài động vật thuộc động vật có vú và thuộc họ nhà chim thì đều có khả năng bị nhiễm ký sinh trùng. Mà nguồn lây nhiễm chủ yếu của con người đến từ các món thịt mà chúng ta ăn hàng ngày. Nếu khi ăn lẩu, thịt chưa được nấu chín sẽ có khả năng nhiễm khuẩn rất cao. 6. Hạt dẻ nước. Nguyên nhân là hạt dẻ nước thuộc loại sinh vật sống trong nước nên rất dễ có ký sinh trùng bên trong. Nếu không rửa sạch mà trực tiếp ăn thì ký sinh trùng sẽ trực tiếp chui vào cơ thể chúng ta. Do các loại ký sinh trùng này tập trung chủ yếu trên vỏ hạt dẻ nên khi nấu, chúng ta nhất định phải làm sạch vỏ bên ngoài, sau đó dùng nước nóng để bóc vỏ. Tuyệt đối không được dùng răng để lột vỏ. Đọc xong bài này, bạn có cảm thấy ghê sợ không? Trong bữa cơm hàng ngày, chúng ta nhất định phải chú ý đến môi trường và chú ý đến việc làm sạch món ăn. Ngoài ra, còn phải ăn những món ăn đã được nấu chín hoàn toàn. Như vậy, mới giảm thiểu được tỷ lệ bị nhiễm khuẩn từ ký sinh trùng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Cho mì chính vào món ăn. Hãy tiếp tục nếu muốn đùa giỡn với tính mạng của bạn và gia đình. Khá nhiều dịch vụ ăn uống sử dụng mì chính đánh lừa miệng của khách hàng. Trong khi đó, tác hại từ việc sử dụng mì chính quá liều rất khó lường và tổn thương não bộ ghê gớm. Mì chính hay còn gọi là bột ngọt giúp thức ăn trở nên ngọt ngào, hấp dẫn hơn, nhưng bản thân nó không hề có giá trị dinh dưỡng, thậm chí còn gây hại nếu lạm dụng quá mức. Theo thạc sĩ Lưu Thủ Nghị, Đại học Nam Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh, mì chính là muối của axit glutamic, rất có tác dụng trong việc truyền tín hiệu của thần kinh. Dùng nhiều mì chính sẽ gây rối loạn hoạt động của não, mất trí nhớ, làm tiêu hao B6, dễ gây những cơn động kinh. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng cho rằng dùng quá nhiều mì chính sẽ gây rối loạn hoạt động não, dẫn đến suy thoái não, chưa kể gan và thận do phải làm việc cực lực để phải hồi độc chất axit amin có trong mì chính, dẫn đến sự suy yếu và gây nhiều rối loạn. Ăn quá nhiều mì chính còn gây ra các triệu chứng như nóng ran sau gáy, choáng váng, nhức đầu, khô cổ, nhiều đờm, khó chịu. Các cơn hen có thể xuất hiện khoảng 12 giờ sau khi dùng mì chính. Nhiều người sau 30 phút sử dụng quá nhiều mì chính sẽ gây nên cơn trầm cảm với nhiều biểu hiện khác nhau như căng thẳng, hoa mắt, nhức đầu, buồn nôn, đau bụng, ủ rũ, những cơn bốc nóng sau gáy bất thường. Ngoài ra, những người có thể trạng nhạy cảm hay bị nhức đầu, đỏ mặt, đau gáy, nôn mửa, người mắc bệnh hen suyễn, cao huyết áp, thận, tim và trẻ em không nên sử dụng mì chính vì cơ thể sẽ có những diễn tiến xấu. Với những người mắc bệnh lý nói trên sẽ khiến bệnh nặng hơn, còn với trẻ em ăn mì chính sẽ làm thay đổi khẩu vị
và gây nghiện mì chính khi không có gia vị này. Trẻ sẽ không ăn, vô tình gây độc cho não của các bé. Ngoài ra, với các món chua, món ngọt không nên cho mì chính, sẽ làm mất độ chua, độ ngọt đúng vị của món ăn. Cũng không nên dùng mì chính với các món trứng, vì trong trứng có nhiều bột và khi kết hợp với muối natri clorua rồi đun nóng sẽ tạo ra thứ mì chính tinh khiết, giúp trứng có hương vị thơm ngon. Do đó, cho mì chính vào trứng sẽ gây nên tình trạng thừa mì chính và gây hại cho sức khỏe.